liên quan tới vụ nữ chủ tiệm cắt tóc tử vong với nhiều vết thương gây xôn xao dư luận từ thời điểm phát hiện ra nạn nhân chưa đầy một ngày phía cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ việc theo đó đối tượng là bạn trai của nạn nhân vì yêu cầu đưa 5 triệu để đi đánh bạc mà không được đáp ứng nên đã ra tay lấy dao đoạt mạng bạn gái theo thông tin đã đưa tin trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, người quen của chị CTN, 37 tuổi, quê ở Bến Tre, chủ tiệm cắt tóc, là anh Phước gọi điện thoại cho chị này nhưng không được nên đã tìm đến tiệm cắt tóc. Khi tới tiệm, anh Phước gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Thấy cửa không khóa bèn đi vào trong phòng thì phát hiện chị N đã tử vong, nằm dưới nền nhà với nhiều vết đâm nên vội báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới điều tra và truy tìm nghi phạm. Tới ngày 6 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Biên Hòa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Sơn, 38 tuổi, trú tại phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đoạt mạng nữ chủ tiệm tóc và cướp tài sản qua điều tra bước đầu công an xác nhận nạn nhân bị sát hại và hung thủ đã lấy đi một chiếc điện thoại, một bóp da bên trong có tiền. tuy nhiên qua trích xuất camera xung quanh hiện trường lực lượng công an phát hiện thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án có một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ vào rồi đi ra khỏi tiệm. thời gian trước người đàn ông này cũng thường xuyên đến tiệm của chị Nờ. Đến dạng sáng ngày hôm sau, công an đã xác định hung thủ gây án là Trần Hữu Sơn đang ở dãy phòng trọ khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa nên tiến hành bắt giữ, khám xét phòng trọ. Công an phát hiện hung khí và tài sản của nạn nhân. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi của mình. Sơn khai khoảng 3 tháng trước có quen và nảy sinh tình cảm với chị Nờ, Trong thời gian quen nhau, có cho tiền chị Nờ. Sáng ngày xảy ra vụ án, Sơn đi bộ từ dãy nhà trọ đến tiệm cắt tóc của Nơ với mục đích để mượn tiền. Khi đến quán, Sơn hỏi mượn chị Nơ số tiền 5 triệu đồng để tiêu xài thì nữ chủ tiệm nói: "Ông đưa được cho tôi bao nhiêu mà đòi lấy của tôi?" Sau đó hai người xảy ra cãi nhau, bực tức Sơn đập điện thoại của Nơ lúc này chị n nói với sơn chỉ còn có 2,2 triệu đồng có lấy thì cầm không thì tôi hết rồi sơn cầm lấy tiền cho vào túi quần đi xuống bếp lấy dao rồi vòng lên hỏi chị n trong bóp có tiền sao không đưa mày thấy tao xa cơ rồi quen người khác phải không trong lúc bực tức chị n thách thức có giỏi thì đâm tôi đi sau câu nói đó sơn cầm hung khí lao vào tác động liên tiếp nạn nhân thấy vậy chị n bỏ chạy vào trong phòng ngủ thì sơn đuổi theo và thực hiện hành vi dã man của mình nhiều lần khiến nạn nhân gục tại chỗ Gây án xong, Sơn lấy cái ví và nhặt cái điện thoại vừa đập rồi đi về phòng trọ. Sau đó, Sơn lấy số tiền 2,3 triệu đồng trong ví của chị N và số tiền 2,2 triệu đồng trước đó đi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hàm mê cờ bạc, nghi phạm đã bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chỉ cần có tiền, nghi phạm sẵn sàng ra tay đoạt mạng bạn gái để phục vụ thú vui. Với hành vi man dợ quá đỗi manh động, nạn nhân trong vụ việc đã phải ra đi trong oan khuất. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Nghi phạm với thái độ hung hăng, không sợ trời, không sợ đất, bất chấp pháp luật. Vậy cái này sẽ bị xử lý như thế nào? Những tin tức mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật.